Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày kia Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ thương người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông: Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng tôi hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng tôi như chúng tôi cũng tha mọi kẻ có nợ chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi xa trước cám dỗ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúng ta vừa nghe bài đọc một trích trong thư Thánh Phaolô gửi cho tín hữu thành Galata, nói đến việc cắt bì. Có hỏi anh chị em, từ nhỏ tới lớn chúng ta nghe nói nhiều đến cắt bì. Anh chị em có thật lòng nhé, tôi hỏi thật lòng thì cứ trả lời để tôi giải thích cho. Còn nếu không biết rồi thì thôi. Là gì? Có ai không biết không? Tức là biết hết rồi ha. Thì tôi không giải thích nữa, tôi đã biết rồi, tôi không giải thích nữa. Đó là dành cho những người nam, trẻ nam. Và việc quyết định trong giáo hội thời sơ khai không cắt bì cho những người theo đạo, theo Kitô giáo, đó là một quyết định vô cùng lớn và là một cuộc cách mạng, có thể nói là một cuộc cách mạng đại thể của giáo hội. Tại sao vậy? Nếu như trước đây những người Do Thái theo phong tục của họ, một trẻ trai sanh ra sau 8 ngày thì phải được cắt bì để đánh dấu người đó thuộc về Thiên Chúa, để đánh dấu người đó thuộc về xã hội của những người Do Thái, và người ta sẽ nghi kỵ, người ta sẽ từ đó mà coi thường những dân ngoại là những kẻ không thanh sạch, những kẻ không cắt bì. Cho nên chúng ta thấy có một cuộc chiến rõ ràng hết sức trong lịch sử cứu độ giữa những người cắt bì và những người không cắt bì. Những người cắt bì được coi như thuộc về Thiên Chúa, được coi như là một tầng lớp khác, là những người ở trong tay Thiên Chúa, là những người thuộc về xã hội của Do Thái giáo, và đúng là những người chính thức ở trong đạo Do Thái. Còn những người không cắt bì luôn luôn bị khinh rẻ và coi đó là dân ngoại, là coi đó là kẻ đáng khinh thường. Anh chị em biết là ngày xưa giới nữ không được trọng vọng, cho nên người ta chỉ nhắm vào giới nam. Cho nên những ai thuộc về giới nam mà cắt bì thì thuộc lĩnh vực vô cùng quan trọng như vậy. Đến khi Chúa Kitô về trời, các môn đệ bắt đầu ra đi rao giảng tin mừng. Những người Do Thái cải đạo trở thành Kitô hữu, họ cũng mang cái cách, họ cũng mang cái tâm lý, họ là những người thuộc về Thiên Chúa chính thức, giờ đây cũng thuộc về Chúa Kitô. Cho nên họ có bắt đầu khinh rẻ và chê cười những người không thuộc giới cắt bì. Và cũng vì thế mà tại công đồng Jerusalem, công đồng đầu tiên của Hội Thánh, anh chị em có biết là Hội Thánh trải qua mấy công đồng rồi không? Cho tới thế kỷ thứ 20, với công đồng Jerusalem, với công đồng Vatican II, từ năm 1963 cho đến năm 1965, Hội Thánh Công giáo đã trải qua 21 công đồng. Như vậy, công đồng đầu tiên do chính Thánh Phêrô triệu tập, và tại công đồng Jerusalem này thì các tông đồ
cũng như đoàn môn đệ của Chúa Kitô quyết định ngồi lại để giải quyết cái việc có nên cắt bì hay không cắt bì. Bởi vì một người ngoại giáo bây giờ tòng giáo trở thành Kitô hữu, được rửa tội, được mang tên thánh, được mang danh Chúa Kitô, thì không thể đem họ ra mà cắt bì được. Họ đã lớn và họ là một người gốc ngoại giáo. Nếu việc cắt bì mà cứ đòi hỏi như vậy, để chỉ những ai cắt bì thì mới được ở trong giáo hội Công giáo, thì mới coi là thuộc về Chúa Kitô, thì mới coi là thuộc về Thiên Chúa, thì sẽ cản bước việc truyền giáo khủng khiếp lắm. Bởi vì không ai dám vào đạo. Vào đạo đem người ta ra cắt bì còn gì nữa để nói. Là một sự cản bước cho công tác truyền giáo vô cùng lớn. Thành ra cuối cùng công đồng Jerusalem, trong đó có Thánh Phêrô, Thánh Phaolô và các vị tông đồ cũng như đoàn môn đệ của Chúa Kitô ngồi lại để giải quyết việc này. Cho nên những ai đã cắt bì không sao cả, vẫn là những người thuộc về Chúa Kitô nếu họ tòng giáo. Những ai chưa cắt bì hay không cắt bì thuộc thế giới dân ngoại, chẳng hạn như người Hy Lạp, chẳng hạn như người Antiochia, chẳng hạn như người châu Á, chẳng hạn như một số quốc gia ở tại châu Âu, phương Tây như tại Italia chẳng hạn. Đấy là những dân ngoại, và chúng ta cũng thuộc về gốc dân ngoại mà. Người Việt Nam xưa đâu có phải là Kitô giáo, xưa đâu phải là Do Thái giáo từ thuở ban đầu đâu. Ngày nay chúng ta trở thành Kitô giáo là do những nhà truyền giáo mang Kitô giáo đến cho chúng ta, và chúng ta có đức tin, chúng ta thuộc về gốc dân ngoại. Và hầu hết trên thế giới này, các quốc gia nhìn nhận Chúa Kitô, thờ phượng Chúa Kitô thì đều là gốc dân ngoại, chỉ trừ có mỗi Do Thái là từ ngàn xưa họ thuộc về Thiên Chúa vậy thôi. Cho nên nếu cái việc này mà làm cản trở cho công cuộc truyền giáo thì không nên. Bởi vì như vậy người ta không vào đạo được, người ta không thể đem ra mà cắt bì cho một người đã trưởng thành được. Cuối cùng Hội Thánh đi đến quyết định việc cắt bì không còn quan trọng, mà là một đời sống của Kitô hữu, mà là bí tích rửa tội của Chúa Kitô, ở đó lãnh nhận ơn Chúa mới là điều quan trọng. Vậy mà trong một lần khác, Thánh Phaolô nói rằng Ngài đã phản đối ông Kê-pha và nhiều kẻ khác. Ông Kê-pha là ai vậy anh chị em? Phêrô nghĩa là đá, tiếng Latin. Kê-pha là Thánh Phaolô dùng theo tiếng Hy Lạp. Cho nên từ Kê-pha, hình như Thánh Phaolô có ý muốn tránh đi, nhưng thật ra là một sự chỉ trích Đức Giáo Hoàng của mình đấy. Là chỉ trích Thánh Phêrô một cách rõ ràng, thẳng thắn và trước mặt mọi người. Đã cùng nhau quyết định việc cắt bì hay không cắt bì giờ đây không còn là quan trọng. Để mọi người là Chúa Kitô, là Kitô hữu, theo Chúa Kitô, thờ phượng Chúa Kitô, lãnh nhận ơn Chúa Kitô, lãnh nhận sự cứu độ của Chúa Kitô mới là điều quan trọng. Mà giờ đây ông sợ những người Do Thái. Khi ông gặp những người Do Thái thì ông theo họ. Ông gặp những người ngoại giáo mà giờ đây theo Chúa Kitô, trở thành Kitô hữu thì ông nói chuyện với họ. Đến lúc những người Do Thái có mặt cùng với những người ngoại giáo, gốc ngoại giáo theo đạo, thì ông lại tránh những người gốc ngoại giáo, ông lại tránh những người thuộc giới không cắt bì. Thánh Phaolô chỉ trích mạnh mẽ, mà chỉ trích mạnh mẽ Thánh Phêrô là chỉ trích ai? Thưa, Thánh Phaolô đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vị giáo hoàng đầu tiên của Hội Thánh Công giáo. Chúng ta thấy Thánh Phaolô thẳng thắn lắm, dứt khoát lắm, mạnh mẽ lắm. Và Thánh Phêrô phải nghe đấy. Bởi Thánh Phêrô dù gì, Ngài cũng là bậc trưởng thượng của giáo hội Công giáo lúc bấy giờ mà. Đoàn môn đệ của Chúa Kitô phải suy nghĩ lại, không được phép kỳ thị nhau. Anh chị em thân mến, chỉ nguyên việc cắt bì để thuộc về Thiên Chúa thôi,
hay không cắt bì thì cũng thuộc về Thiên Chúa đấy thôi. Là một cuộc cách mạng vô cùng lớn mà các tông đồ đã tự đấu tranh với nhau. Và đã có biết bao nhiêu lần xảy ra những chuyện này chuyện khác trong giáo hội. Điều quan trọng là sau những lần tưởng chừng như gay gắt đấy, thì giáo hội lại nắm tay nhau, lại chỉ có một Chúa Kitô duy nhất để hiệp nhất với nhau, để cùng nhau mà rao giảng Chúa Kitô cho muôn dân. Đó là điều quan trọng hết sức. Làm sao sống bên cạnh nhau mà không có những đổ vỡ này khác? Làm sao sống bên cạnh nhau mà có những lúc chúng ta không bằng lòng? Có những khi chúng ta thậm chí là bằng mặt mà không bằng lòng nữa cơ. Những lúc như vậy, hãy nhìn lại công đồng Jerusalem ngày xưa, hãy nhìn lại cách sống của các thánh tông đồ, là những bậc đi trước của chúng ta, là những người ở bên cạnh Chúa Kitô, là những người khởi đầu của giáo hội, để chúng ta bỏ tất cả ý riêng của mình, bỏ tất cả những gì là thói tự ái của riêng mình, chỉ để một mình Chúa Kitô lớn lên trong lòng chúng ta, lớn lên trong tâm hồn chúng ta mà thôi. Đấy mới là những người Kitô hữu chính danh. Đấy mới là những người Kitô hữu thực thụ xây dựng nhiệm thể của Chúa Kitô, là hội thánh này ở giữa trần thế một cách tốt nhất, xứng đáng nhất và hợp lý nhất.